nông thôn, nông dân, nông nghiệp chính là biết thân phận của con người. Thân phận của con người sau mọi sự tác động của cơ chế thị trường, của mọi chính sách thì thân phận con người là cái động lại nhất. Cho nên anh Trung có muốn thay đổi trật tự nông nghiệp được, nông thôn, nông dân được, nhưng mà hội nhà văn chúng tôi có nói nông nghiệp, nông thôn cuối cùng để cho nông dân, chủ thể phải là nông dân, công việc nghề nghiệp là nông nghiệp, địa bàn cư trú là nông thôn, nhưng cuối cùng là phải con người mới là nông thôn, tất cả cho con người. Nói theo tôi biết đó là chiến lược số 1, con người và con người, thì không thể không nói đến số phận. Mà có lẽ cái hy nhất của chúng ta chính là nói đến số phận của con người dưới mọi sự tác động, có cái sự vận động xã hội. Cái thứ hai, Hồ Cẩm Đào gần đây có nói một câu rất hay. Hồ Cẩm Đào có nói rằng chúng ta tức là Trung Quốc phải chặt đủ mọi thứ chính sách, nhưng chúng ta còn có một cái khuyết điểm lớn, đó là khoảng trống của đạo đức. Chúng ta còn bỏ trống một khoảng trống của đạo đức. Đảng Cộng sản và chính phủ Trung Quốc còn bỏ trống một khoảng trống của đạo đức, không nói đến đạo đức, chính sách nào cũng phải nói đến đạo đức, làm giàu kiểu gì cũng phải nói đến đạo đức. Và nếu cũng nói đến đạo đức thì con người sống với con người như thế nào? Cho nên á, cách đây thưa các anh các chị, dự đại hội nhà văn Việt Nam có để ý báo cáo cái đề trước hai nhiệm kỳ, chúng tôi có nói rằng một trong những cảm hứng của văn học ta là gì? Là nhân đạo hóa các mối quan hệ xã hội, nhân đạo hóa các chính sách. Làm cái gì cũng phải tính đến nhân đạo ở trong chính sách, nhân đạo ở trong chủ trương, nhân đạo ở trong quyết định. Thế mới là con người. Trung Quốc bây giờ phát triển đến mức lớn như vậy, nhưng cuối cùng cũng còn thấy là bỏ trống một cái khoảng trống đạo đức. Thì tôi mới nêu câu này để chúng ta suy nghĩ vấn đề đạo đức nông thôn như thế nào, vấn đề đạo đức xã hội ngay như thế nào. Đây mới là cái cống hiến của văn học. Tại cái đề dẫn ở Đồng Nai, văn học trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa, tôi có nói vấn đề này. Văn học ta đề xuất rất sớm vấn đề